Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Duy Khải. Và ở cái video này thì Khải chuẩn bị anh Evan anh em à. Nói chung là Evan nó đã bắt đầu từ sớm buổi trì là 6 giờ tối hôm nay. Mà cho đến bây giờ thì Khải hoạt động live giải rồi, hoạt động tống kim rồi, hoạt động ban các kiểu cho đến bây giờ là 11 giờ kém rồi, 1 giờ kém rồi. Bây giờ thì Khải mới có thời gian rảnh rỗi được thì anh Evan anh em. What the hell. Đây là Khải đổi xu à. Ta muốn đổi kim bảo thành xu. Đây là anh Evan tiền xu nha anh em. What the hell, sao nó báo sai ta. 28 đúng mà. Quái đồ. 37. Xong rồi Liên Vinh nè. Ok đó, đó có gì tí nữa Khải xong rồi Khải hỏi Liên Vinh rồi Khải xóa đồ cho. Đâu rồi, đây đây. Con tiểu đồng anh em. Evan là Evan mùng 1 tháng ngày 1 tháng 6 Evan có tớ thiếu nhi. Nên là có con tiểu đồng. Ok, Khải đứng mua một một ngàn cái Evan đã. Rồi, ôi ơi, xem tí nữa nhầm rồi. Đó. Mua sẵn luôn là 10 xu anh em, còn anh em ép thì 7 xu. Đó, giờ thôi. 7 xu nhưng mà anh em phải tốn nguyên liệu các kiểu rồi, anh em phải tốn tiền vạn nữa. Được, Khải mua xong rồi Khải ra ngồi Khải soi hết tất cả cái Evan đặc biệt này á, mua bao lợi sĩ đặc biệt. Cái này là bao lợi sĩ đặc biệt anh em. Thử nó có những phần quà và phần thưởng như thế nào. Khải sau anh em xem. Ok, cảm ơn Đào Hiếu nha. Rồi hết rồi, ok. Đó, đây là 1.000 Evan. Khải bật cái trang web lên, Khải coi thử Evan này nó hấp dẫn như thế nào nha. Nên giờ chút. Đó, anh em thấy chưa? Đây là trang chủ của game và công trình kỳ.net. Và sự kiện đầu tiên của ngày hôm nay đó là sự kiện thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đó, được rồi. Cái thương dương này đó. Chúng là những cái túi nguyên liệu này nè. Đó, túi nguyên liệu này Khải vừa xem boss nó được 100 túi. Ăn được bớt tiểu được 100 túi. Rồi anh em có cái túi này ở đánh ở cái map 7, 8x, 9x là ra. Nó có thể xếp được nhiêu này. Rồi mở được hồ lô, chống lục lạc, diều, bao lì xì, bông lan, bao lì xì thường và bao lì xì đặc biệt thì phải mua này. Bao lì xì đặc biệt phải mua 7 xu ở chỗ thành Tương Dương lúc nãy này. Còn Khải thì Khải mua thẳng luôn, Khải không có ép. Đó. Còn cái này là hai cái vật phẩm đua top cá nhân và được thuộc bang. Đây là Evan thường thì không nói gì anh em ơi, không cần nói đến. Tại vì Evan thường thì chúng ta chỉ cần nguyên liệu này. Đó, chỉ cần đủ nguyên liệu với lại một cái bao lì xì thường thì có thể ép được một cái món Evan rồi. Một cái rương này được 500 kinh nghiệm. 1.000 Evan quay 1.000 cái thì bao nhiêu? 500k nhân cho 1.000 thì nó sẽ được 500 triệu kinh nghiệm đó, nó sẽ được 500 triệu kinh nghiệm nếu ăn full Evan thường. Evan thường này chắc Khải đi chan rồi Khải ghép thôi anh em. Đó, ghép Evan này được 500 triệu kinh nghiệm đó. Rồi chủ yếu của cái Evan đặc biệt này, hôm qua thiếu nhất đặc biệt này. Một cái sẽ được 2.500.000, 1.000 cái sẽ được 2.5 tỷ nha anh em, sẽ được 2.5 tỷ. Đó. Đây đây nguyên liệu ép với lại một cái bao tay đặc biệt, quên một cái phong bì đặc biệt, đây là phong bì đặc biệt này, 7 xu này, với kèm theo nguyên liệu. Đó. Mua nhanh thì 10 kim, khỏi mất công chờ đợi nguyên liệu. Rồi khi ăn thì được cái phôi tím này, 2 đến 6 dòng này chưa ép này, một tiếng vọng môn phái, sát thủ lệnh nêu, lệnh bài bốt xanh, hồng binh thạch, cái mấy cái này quá quen thuộc rồi, chỉ khác thêm một cái là tiếng vọng môn phái này với lại trong bộ đồ tím đó. Rồi thiệp thiếu nhi này, cái này cũng như là một điểm tại thì kinh 5 điểm tiềm năng. Còn cái này thiệp thiếu nhi nữa kỹ năng này, nó sẽ tăng một điểm kỹ năng. Hiện mắt được hai cái, ok. Không khác gì những cái vần trước. Mà cái này cũng vậy thôi. Đại lượng là 3 phi tóc, thủy tinh, tinh hồng, 3 bị kiếp, phục duyên, tiếp là hán, bàn nhược, sửa đồ giang hồ, thiên lộ đặc biệt, thiên trì, quá tửu. Đó, nói chung là ở phần này không có gì khác cả. Nó thêm cái bảo rương trang bị đồ tím này, là tiếng vọng môn phái. Đó, thêm hai cái này mới. Rồi xuống phía dưới này, khi đặt móc, đã móc 250 cái thì được cộng thêm 10 triệu với lại một số đồ đu tốt cá nhân băng hội. 500 thì được 15 triệu đu tốt cá nhân với băng hội. 750 thì được 20 triệu với lại 30 cá nhân băng hội đu tốt. Rồi sau khi đạt 1.000 thì sẽ được 25 triệu S này. Vòng sáng nè. Rồi 30 mỗi loại đu tốt tiếp. Và có hay không một thẻ chuyển giới. Đó là thẻ chuyển giới là từ nam thành nữ, nữ thành nam và cũng thể chuyển thành border anh em. Đó. Một thẻ này là chắc chắn cho anh em là game bây giờ sẽ loạn luôn, border các kiểu luôn. Và đặc biệt hơn là có một lệnh bài gọi boss, một cái lệnh bài gọi boss đại nè mày. Lệnh bài gọi boss đại là đồ hơi bị ngon ấy. Rồi cái này thì ngẫu nhiên,
ngẫu nhiên phần loại 1 trong 2, thiết bình tinh kháng tất cả hoặc là phục hồi sinh lực. Đúng rồi, hay là sinh lực 200 đó sẽ được 1 hoặc 2, một trong hai cái này. Thiết bình tinh kháng tất cả hoặc là tiết hóa tinh sinh lực đó. Rồi sau khi vẫn được ngẫu nhiên một con ngựa, một nhất ký công phù. Đang mong chờ và có nhất ký là đem 10 ngày là một cuốn bí tịch đó. Cuốn bí tịch thì nó cũng như là điểm kỹ năng của theo đẳng cấp thôi. Còn mỹ tộc cao thủ thì bên điểm tiềm năng đạt theo cấp thì anh thôi được thôi nè. Rồi đây là lệnh bài boss đại này. Lệnh bài boss đại sẽ sử dụng ở ban huyện. Khi giết được có thể nhận được 50 xu thiết là hán bằng nhiều tâm kinh phu duyên lộ đại đồ xanh cấp 10 và lâm mật tịch tay kinh. Ui boss đại ngon nha, anh boss đại có và lâm mật tịch tay kinh luôn ấy. Sắp tới đây chúng và lâm mật tịch tay kinh nó rất giá rồi. Sẽ có người săn thì chắc chắn nó sẽ rất giá hai cái món này, tại vì nó sẽ ra nhiều thì nó sẽ rớt thôi. Thì tên tình hồng bí kíp vào lòng kích sát thủ họ dạng lệnh bài xanh, bí kíp vào lòng kích cũng khá là quý hiếm nè. Ai đặc biệt hơn là trang bị hiệp cốt anh em à, với nhu tình quá đánh lệnh bài bất đài rớt hai mấy món này nha, hên xui nha, ngon chưa, quá chắc quá chắc quá chắc. Ok, nút nhanh nút nhanh, không đỡ anh em chờ đợi lâu nữa. Vô vô vô, ok ngon quá anh em ơi. Ok, cắn cái vần luôn. Vô nha anh em, hiện tại bây giờ thì Khải đang đứng ở Tương Dương, để Khải lên Hoa Sơn đi. Hoa Sơn cho nó đẹp trai anh em. Một cái cắn cái mình may mắn thử thêm được khúc may mắn nào cho mình không. Mình quá tiểu, không, mình quá tiểu tí nữa mình đang ra mình cắn. Ok, đây. Lên Hoa Sơn cắn cái trường nha. Rồi nha anh em. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải một like chơi nha. Hoa Sơn cắn cái trường. Anh em vừa nha anh em, 1000 cái nè. Lên 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 lên. Xe sẽ được gì? Ô xe nóng đi theo trời. Xe bị ngáo rồi, thôi xe cho nhà đi. Xe theo làm gì, chắc chỗ, á đâu. Ở đâu đây? À, ok, đứng chỗ này anh cũng được nè. 1, 2. Bỏ đây khỏi chặt rường. Chiến cổ phi tốc lệnh bài, mấy cái này là dành trong tống kim anh em. Ở phía dưới này đi. Khi nó trắng nó chóng quá. Đó. Vô 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 vô. Cũng hên xui anh em. À, anh em thích dự đoán phần trăm mà. Anh em thích dự đoán phần trăm không? Anh em thích dự đoán phần trăm không? Khải làm một cái mini game 50k dành tặng cho anh em. Dự đoán phần trăm chơi. Cái này là trực tiếp luôn thì anh em sẽ nhận được, còn lúc mà Khải phát lại video thì không nhận được nha anh em. Anh em thích dự đoán phần trăm không? Anh em thích dự đoán phần trăm không? Cho anh em một mini nhỏ hôm nay luôn. Khải không biết mình nói gì nữa mà. Anh em thích dự đoán phần trăm không? Khải anh mới có 10 mấy chục cái thôi anh em. Trời ơi, đang kiếm một cái bình quốc tử mà không thấy nè. Thôi thôi, để gì mua đi cho nó lành. Anh em thích dự đoán phần trăm không? Lấy. Không lỗ đâu, nếu mà ra đổi môn phái mà khoảng 2 cái là lời, không lỗ được. Chứ là nhất kỹ là lời, anh em không lỗ đâu. Ok, cho anh em dự đoán chơi nha. Ok, lên nóng nhà nha, Khải bật nhạc anh em nóng nhà luôn nha. Và ok, bây giờ thì anh em hãy cùng nhau dự đoán xem 1000 em mình này Khải sẽ không ăn thêm thiết là hán. Thì anh em xem thử Khải là bao nhiêu cấp và bao nhiêu phần trăm. Nếu anh em dự đoán đúng sau cái bình luận này thì anh em sẽ được 50k Việt Nam đồng. Hãy bình luận cấp cộng phần trăm. Ok, bình luận anh em ơi. Đó, sau cái bình luận của Khải nha. Và video này thì Khải sẽ phát không có phát lại, Khải úp lại cho anh em xem thôi. Còn anh em đang xem trực tiếp trên kênh livestream này sẽ nhận được phần quà 50k cạc Việt Nam đồng nha. Anh em thích cạc nào thì Khải tặng anh em cạc đó. Ủng hộ chia, nhớ chia like, chia sẻ nhiệt tình nha anh em. Lô vô. Cho anh em xem dự đoán xem hôm nay Khải sẽ lên cấp bao nhiêu phần trăm. Rồi ok. Vô luôn anh em ơi. Đó ok ok. Đánh nha. 1, 2. Vô vô vô. Sẽ là còn 1k cái. Nuốt.
Ai dự đoán nhanh và chính xác nhất sẽ nhận ngay phần quà 50k Việt đồng nha anh em ơi. Và sau cái anh Evan này, Khải sẽ xem lại cái comment của anh em. Anh em nào dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất, Khải sẽ tặng anh em 50k. Ok anh em, tặng một phần quà mini game dành cho tất cả anh em hay xem livestream của Khải. Và với Khải luôn mong rằng anh em luôn ủng hộ Khải, và Khải chúc anh em một buổi xem stream vui vẻ. Và ở cái stream này thì anh em nào dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất sẽ nhận. Video này Khải sẽ up lại trên kênh nha mọi người, để xem thử phần quà Evan này nó sẽ như thế nào đây. Không biết lời lỗ ai mà chưa mà Khải tặng cho anh em 50k. Chúc anh em xem vui vẻ nha. Ok, hiện tại đã ăn hết 250 cái này mà. 250 cái, chưa được cái gì gọi là hoàn hảo cả. Chưa được cái gì hoàn hảo cả. Anh em đừng quên để lại một like, một chia sẻ ủng hộ nha anh em. Đi qua vị trí này rồi, sao mà đứng như này đen vậy? Cái đào, cái đào, cây đào hồng kim. Cái đó, cho nó đẹp. Đó, một anh chàng rất là đẹp trai. Đó, khá nhiều anh em dự đoán 170%. Ai dự đoán đầu tiên nhanh chính xác sẽ nhận một quà 10 kim nguyên bảo nha anh em. Một viên tinh hồng, 3 cục tiên thổ lộ 8 tiếng. Tại bây giờ thì vẫn chưa thấy gì. Vẫn chưa thấy gì nè mà. Tín vật mà đổi môn phái rồi, kiếm cái có 2 kim rồi anh em, đỡ lỗ nào. Đỡ lỗ nào anh em. Hiện tại chúng ta đã ăn gần 500 cái rồi anh em, gần 500 cái rồi. Đã có một cái tín vật hồn kim, tín vật môn phái này mà. Wow wow. Ok. Ồ, cái này được 2 kim hả anh em? Chắc chưa? Chắc chưa? Ngon ngon. Một viên tinh hồng nữa là 2 viên. Ok, chúng ta còn 500 cái nữa nè. 500 cái nữa anh em, hãy dự đoán nhanh bây giờ để xem ai dự đoán nhanh và chính xác nhất sẽ nhận ngay phần quà 50k. Cạc hoặc là Momo, các kiểu hoặc là kim nguyên bảo, anh em muốn đổi quy đổi ra như thế nào thì Khải sẽ cung cấp cho anh em cái đó luôn. Một cuốn bí kíp gì đây? Bàn nhược anh em à, không phải bí kíp. Chúng ta chỉ còn khoảng hơn 400 cái. Video chúng ta sẽ ăn khá là nhanh thôi anh em. Đừng quên để lại cho Khải một like, một chia sẻ. Wow, một thiệp thiếu nhi. Ôi, tiềm năng. Ok, cố gắng tìm một bộ thiệp, hai bộ đi. Hai bộ đi anh em, hai bộ nó mới đủ bộ ăn được. Kiếm hai bộ nào. Chúng ta còn 250 cái. Wow, nãy giờ chưa thấy gì, chỉ thấy mới 2 kim thôi. Đó, còn cái này thì vài trăm xu, vài trăm xu. Một cái gì đây? Lệnh bài phong độ. Chúc anh em xem video vui vẻ. Ô, 3 cục tinh hồng rồi, ngon ngon. Kiếm hai bộ thiệp nào, kiếm hai bộ thiệp nào anh em. Chưa vậy, mới có một cái thôi. Qua cái đào thứ ba, qua cái đào thứ ba, qua bên đào, qua cái đào bên này rồi. Chúng ta còn 220 cái thôi anh em. Hiện tại anh em nào dự đoán đúng và nhanh chính xác nhất sẽ nhận ngay phần quà 50k viên nem đồng. Wow wow, gần phun đồ rồi, gần phun đồ rồi, gần phun đồ rồi, gần lại anh thấy rồi. Hiện tại đã lên 32% rồi anh em ơi, kiểu này chắc phải hơn 50% rồi. Chúng ta đã chỉ còn 100 cái. Ok, và bây giờ thì comment của anh em ngừng nha, comment ngừng, không được comment nữa. Rồi ok, chốt comment ngừng nha. Ok, còn 100 cái cuối cùng. Không được dự đoán nữa nha anh em, không dự đoán nữa nha. Cái này là chấm dứt rồi, bắt đầu là Khải nuốt hết nhiêu này rồi tính này. Trời, sao mới có một cái thì vậy? Làm hai bộ nào. Làm hai bộ nào. Làm hai bộ nào. Trời, sao mới một cái thiệp thôi anh em ơi, canh vậy. Ôi, cái này lỗ sắp mặt rồi. Kiếm hai bộ coi sao một bộ có một cái vậy. Trời ơi. Một con người đây. Ok. 107 47%. 107 47%. Anh em nào dự đoán gần và chính xác nhất, Khải sẽ tặng anh em 50k kim bảo. Ok rồi Khải coi, Khải coi lại comment nha. Tấn Phát với lại Ấn Độ kiểm tra em Khải xem ai đạt 107 47% gần nhất, chính xác nhất không anh em. Được rồi Khải coi. Khải chốt lại nha. Khải đang tua video lại nha anh em. Được rồi, ai sẽ trúng comment nhanh luôn. Ai sẽ trúng Khải sẽ báo nhanh. Đây có một người là Nguyên Dũng 107 45% gần chính xác nhất, rồi kéo xuống thêm thử. Có anh nào 107 47% không nha. 48% nè, Tâm Trần nè, gần chính xác nhất nè.
107.48% dành cho Tâm Trần. Tiếp theo được coi ai đúng 107.47% không. Nếu đúng 107.47% thì coi như là Tâm Trần không được. Đó, một phần quà rất là nhỏ nhỏ dành cho anh em dự đoán. Chúng ta vẫn chưa thấy 107.47%, mới chỉ thấy 107.48% là một người Tâm Trần gần chính xác nhất. Đó, đó là người gần chính xác nhất anh em ơi. Để xem thử có người nào chính xác không. Dung Nguyễn 148, 107.48 lần 2 rồi. Cái 147, 107.47% không. Không thì 48 sẽ nhận nha anh em. Không thì 148 sẽ nhận nha. Đây 146 nè mà comment sâu rồi, comment sâu rồi. Sâu ăn 148 rồi, 148 nhanh nhất đó là Tâm Trần. Tiếp tục rồi. Rồi ok, có vẻ như là Tâm Trần trúng rồi. 146 Phùng Quốc nữa nè, Phùng Quốc nữa mà comment sâu rồi. Ok, chúng ta đã có người dự đoán thành công, đó là Thành Võ Vinh. Thành Võ Vinh với 107.47%. Wow, ok, xin chúc mừng Thành Võ Vinh nha anh em. Gần cái comment của anh Đỗ, đó là coi chốt Khải ơi nhiều quá, nó xin sao coi được. Ok, được chưa? Thành Võ Vinh nha, anh em kéo lên bên trên. Thành Võ Vinh dự đoán 107 với 47%. Dự đoán chính xác nhất và cũng là người đầu tiên với 107.47%. Và xin chúc mừng Thành Võ Vinh nhận được 50k từ Khải. Ok. Rồi ok ok. Trần Võ Vinh này. Đỗ Võ comment sâu rồi, Đỗ Võ comment sâu rồi. Ok. Rồi coi rồi ok xong. Thành Võ Vinh anh em à. Thành Võ Vinh chuẩn xác luôn. Ok, Khải kiểm tra không có sai đâu mà được anh em à. Dự đoán chính xác. Đó, một phần quà nhỏ nhỏ cho anh em thôi. Không, dự đoán một lần thôi. Thành Võ Vinh chỉ dự đoán một lần thôi anh em. Khải kéo nè. Không được dự đoán nhiều lần nha. Khải kiểm tra lại, anh em kiểm tra lại xem Thành Võ Vinh dự đoán bao nhiêu lần. Nếu mà nhiều lần là không được tính nha. Nếu nhiều lần không được tính nha. Được rồi, nhìn thử xem cái comment nào Thành Võ Vinh comment không. Hãy bình luận cấp phần trăm. Anh em hãy cùng nhau kiểm tra từ cái giai đoạn. Hãy bình luận cấp phần trăm anh em. Coi thử Thành Võ Vinh có bình luận nào, con số nào khác hơn không. Khải đang nhìn nha. Anh em có thể kéo lên và chết trong Khải luôn. Thành Võ Vinh. Khả đang chết lại xem thử phần Thành Võ Vinh có chấp thêm comment thứ hai không. Không có đây mà. Thành Võ Vinh chỉ comment đúng một dòng duy nhất. Trước cái dòng của Ánh Đỗ coi chốt Khải ơi nhiều quá. Đó, ok chưa? Chuẩn nha, chuẩn nha. Đỗ Võ về sau, Đỗ Võ về sau rồi. Dự đoán chính xác, nhận 50k này. Không ai xóa là Khải thấy nha anh em. Ai xóa là Khải thấy nha. Bình luận của anh em nào xóa thì trên cái của Khải thì Khải sẽ thấy. Đó, đâu có một lần thôi mà. Thành Võ Vinh một lần thôi. Nếu mà ai xóa là Khải thấy nha anh em. Như là Nhịp Sống Đồng Bằng này, Nhịp Sống Đồng Bằng xóa này là Khải sẽ thấy này. Rồi tiếp tục là Em Yêu Anh thông báo rút lại là xóa này. Đó, Thành Võ Vinh thì comment trên đầu tiên trên kia là đúng rồi. Lấy cái comment đầu tiên anh em, lấy comment đầu tiên là Thành Võ Vinh đúng này. Tuy là ổng comment hai lần nhưng mà lần sau là 107.148 đó. Nhưng mà vẫn tính cái đầu tiên nha, tại vì chỉ lấy cái đầu tiên thôi. Nếu anh em dự đoán lần thứ hai mà sai thì không có tính được. Ok. Rồi, chốt nha. Nói chung là lần đầu tiên dự đoán đúng anh em. Tại vì Khải chỉ lấy cái lần đầu tiên thôi, còn lần 2, lần 3, lần 4 không quan trọng nữa. Chốt lần đầu tiên. Anh em muốn comment bao nhiêu là comment chính xác nha. Đó, cứ miễn sao chính xác nhất là được. Còn nếu mà kiểm tra mà cái số đó 107.47% mà lần thứ hai coi như là loại đó. Nếu mà comment câu đó lần thứ hai sẽ loại. Đúng rồi, comment nhanh nhất rồi. Ok, chốt dành cho Thành Võ Vinh 50k và em có thể inbox Facebook của anh để có thể nhận thưởng nha em ơi. Nói chung là cái này không có ép buộc anh em nhiều, anh em comment bao nhiêu lần cũng được. Miễn sao Khải chỉ lấy một lần duy nhất của anh em thôi. Đó, anh em hiểu chưa? Một lần duy nhất thôi. Còn lần 2, lần 3 Khải không có tính. Đó, lần 2, lần 3 coi như là kết quả lần 2, lần 3 không có lấy, chỉ lấy kết quả lần 1 thôi. Tại vì Khải có thể kéo lên là kéo lên kéo xuống mà. Kéo lên kéo xuống, ví dụ như Thành Võ Vinh comment 107.47%.
Lần sau comment 107 48% là coi như cái 48 bỏ, chỉ lấy 47 thôi, nhưng mà 47 chính xác nhất rồi anh em. Ok đúng rồi, lần sau đâu quan trọng đâu. Ok là chỉ lấy một duy nhất lần đầu tiên thôi. Ok, chúc mừng anh em. Anh em xem video này đừng quên ủng hộ Khải một like và chia sẻ nha anh em ơi. Ok, em Facebook đi Thành và Văn ơi, anh sẽ tặng em 50k Momo.